là một nguyên liệu vô cùng thần kỳ giúp điều trị rụng tóc tại nhà hiệu quả. Hàm lượng tinh dầu có trong vỏ bưởi có thể chiếm từ 0,8 đến 0,84% với các thành phần chính khác, từ đó mà giúp mọc tóc nhanh, chống rụng tóc, hỗ trợ tóc thêm mềm mượt, nang tóc được khỏe mạnh. Việc massage đầu và thư giãn với dầu dừa cũng là một phương pháp dưỡng tóc vô cùng hiệu quả để giúp bạn kích thích tóc mọc nhanh dài. Bởi lẽ bên trong dầu dừa có chứa hàm lượng cao axit capsaicin và axit lauric, đây đều là những loại khoáng chất kháng khuẩn, kháng nấm vô cùng tốt, có tác dụng hiệu quả đối với da đầu và chân tóc, giảm thiểu lượng tóc gãy rụng, kích thích tóc mọc nhanh dài, chữa rụng tóc bằng phương pháp detox thải độc. Detox tóc là một trong những xu hướng làm đẹp mà ngày nay được rất nhiều người hưởng ứng nhiệt tình và áp dụng. Thực tế phương pháp này đã có mặt rất lâu tại nhiều nước khác trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì thời gian gần đây mới bắt đầu được biết tới và tạo ra một cơn sốt vô cùng lớn cho những người sử dụng. Sở dĩ mái tóc bị rụng và không thể phát triển được là do chân tóc và da đầu của bạn tích tụ quá nhiều cặn bẩn lâu ngày. Bên cạnh đó còn là do tóc hấp thụ quá nhiều hóa chất từ việc uốn, duỗi, nhuộm thường xuyên. Khi đó, mái tóc sẽ bị mất đi các dưỡng chất và không thể phục hồi. Và việc detox tóc chính là phương pháp hiệu quả để giúp mái tóc của bạn quay lại thời kỳ mềm mượt ban đầu, đào thải đi lượng độc tố, chất bẩn ra bên ngoài. Từ đó mà giúp phục hồi mái tóc khô sơ, làm sạch da đầu, thông thoáng nang tóc, hạn chế tình trạng rụng tóc, giúp tóc mọc nhanh dài hơn, điều trị rụng tóc bằng thực phẩm tự nhiên. Việc chăm sóc mái tóc từ bên ngoài thôi là chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là bạn phải bổ sung thêm các dưỡng chất từ bên trong cho cơ thể. Việc bổ sung dinh dưỡng với các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất sẽ hỗ trợ da đầu thêm khỏe mạnh, các nang tóc phát triển tốt hơn và đủ dinh dưỡng cho sợi tóc. Ngũ cốc có chứa các chất chống oxy hóa vô cùng tốt cho da đầu cũng như tóc. Từ đó mà nó có khả năng chữa trị các vấn đề liên quan tới tóc với hàm lượng vitamin E, vitamin B, magie, kẽm, dồi dào. Yến mạch là một chất tạo ra hàm lượng lớn melanin, từ đó hỗ trợ duy trì máu tóc tự nhiên cũng như hạn chế tóc gãy rụng. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều khoáng chất khác quan trọng như magie, phốt pho, kali, sắt, những loại rau có màu xanh đậm, đặc biệt là cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, có chứa hàm lượng vitamin vô cùng dồi dào, cung cấp các dưỡng chất như kali, folic, canxi, sắt, mang tới tác dụng điều tiết bã nhờn, chất nhờn dính trên da đầu, khiến cho da đầu không còn bị khô và gãy rụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn những sản phẩm giúp hỗ trợ mái tóc chắc khỏe, trị rụng tóc với các tinh chất chiết xuất từ thành phần tự nhiên, vừa giúp da đầu chắc khỏe, vừa hạn chế tình trạng rụng tóc quá mức.